Hello anh chị em. Năm nay MU chuyển nhượng quá cháy. Mùa giải thì còn lâu nữa mới bắt đầu, nhưng họ đã chốt được hẳn hai con hàng với tổng trị giá hơn 100 củ. Jersey đã được lên sóng, cho nên video ngày hôm nay sẽ là những ấn tượng của mình sau 5 trận xem tân binh Lenny Yoro, người được giới truyền thông gọi là Van Dijk mới, rồi thì Rio Ferdinand mới thi đấu nhá. Ok, giới thiệu ngắn thôi đỡ mất thời gian. Trước khi xem video thì hãy nhớ bấm like và subscribe. Cũng như nếu rảnh thì ghé qua fanpage, nhắn tin về cú pháp DM Hào để tham khảo server Discord kín của bọn mình nhé. Thứ tư này, bọn mình có một talk show trong đó dành riêng cho anh em sĩ tử 2K6, sắp lên đại học, cũng như những ai thích học, cực hay nha. Giờ thì bắt đầu thôi. Làm video về trung vệ thì cứ phải nói khoản phòng ngự trước. Lenny Yoro là một trường hợp khá là thú vị, khi mà những con số thống kê của cầu thủ trẻ này nhìn rất là phèn. Yoro chỉ đứng ở hạng phân vị thứ 25 về số pha tắc bóng và 40 về số pha cắt đường truyền mỗi 90 phút nếu so với giải vô địch quốc gia Pháp, tức là khác hẳn với những con số toàn 90 mấy của nhiều cầu thủ khác từng xuất hiện trên kênh. Lý do là bởi khi thi đấu ở Lille thì cậu em của chúng ta đóng vai trò là người đứng ở đáy đội hình, quan sát và phán đoán trước những pha bóng nguy hiểm rồi phản ứng theo những pha bóng đó, chứ không phải là một trung vệ theo kiểu dập, hổ báo lao lên đánh nhau ở trung lộ. Với cả Lille thì là đội cầm bóng nhiều thứ hai giải Pháp, nên nhân vật chính của chúng ta cũng đâu có được phòng ngự mấy đâu. Thế nhưng, dù số hành động phòng ngự ít, thì qua 5 trận đấu mình đã xem, Lenny Yoro có tỷ lệ thành công rất là tốt khi phòng ngự. Trung vệ này có chiều cao tốt, khung xương lớn, xả chân dài giúp gia tăng tầm với cũng như khả năng tắc bóng tương đối chính xác. Có một sự thật là dù Yoro rất cao nhưng cơ thể phát triển chưa đầy đủ, do mới ở tuổi 18 mà thôi. Thân hình của Yoro hiện tại tương đối là mỏng nếu mà so với chiều cao 1m9, nên cậu bé cũng chưa ăn chắc được trong những tình huống solo với những tiền đạo to cao. Thế nhưng mà khoản này mình nghĩ rằng sẽ còn cải thiện trong tương lai khi mà Yoro trưởng thành hơn, cũng như được bồi bổ ăn uống tập gym đầy đủ ở nước Anh. Vì thế, nếu xem Yoro thi đấu, các bạn sẽ thấy tân binh của MU cắt bóng nhiều hơn là đánh nhau, bởi vì khả năng phòng ngự của cậu em còn đến từ một giác quan đánh hơi nguy hiểm rất tốt. Yoro rất thích sử dụng những bước chạy jockey, tức là chạy chậm, ngang và hạ thấp trọng tâm để làm chậm người cầm bóng, hoặc là quan sát trước khi đọc tình huống và ra quyết định, một điều có thể sẽ khiến chúng ta liên tưởng tới Virgil van Dijk. Sau đó thì cậu em biết là mình chân dài, nên những pha dướn người cắt bóng hoặc là xoạc bóng được sử dụng tương đối thường xuyên. Trong trận đấu với Aston Villa ở Conference League, Yoro đã cắt được một pha chọc khe rất nguy hiểm của đối thủ theo đúng cách này. Và sau đó khi bị đối phương counter press rất căng, thì Yoro cực kỳ bình tĩnh thực hiện một pha skill. Để anh em dễ tưởng tượng thì nó là biến thể của những cái pha V-drag, dùng chân thuận kéo quả bóng ra sau lưng và đẩy lên theo hướng ngược lại để thoát kèm. Nói chung là pha đó rất ấn tượng. Ví dụ sau vẫn đến từ trận với Aston Villa, nhưng mà là trận lượt về, khi mà Yoro có một pha đọc tình huống cực kỳ hay như trên hình để ngăn cản pha truyền xuyên tuyến rất có ý đồ của đối thủ. Ưu điểm chân dài và dướn khỏe vẫn tiếp tục được thể hiện, khi mà dù ở thấy bất lợi thì Yoro vẫn có thể cố để phá bóng khỏi chân Watkins được. Ngoài ra thì tân binh của chúng ta có một tốc độ khá là ổn, không quá nhanh nhưng là đủ để đua tốc trong những tình huống cần thiết. Chiều cao tốt cũng giúp cho Yoro không chiến khá là ngon. Tỷ lệ không chiến thành công 63,8% là nằm ở mức khá cao. Khá cao thôi nhá. Trong tương lai thì Yoro sẽ còn cao hơn vài phân nữa. Yoro có một đặc điểm nhỏ trong phòng ngự, đó là hơi tự tin và lạm dụng đôi chân dài của mình quá. Trong những trận mà mình xem thì có một vài pha Yoro bị vượt qua vì tắc bóng vội, bị trượt và không kịp phản ứng. Nhìn chung thì Lenny Yoro về mặt phòng ngự hiện tại đang dừng ở mức là đủ đá Premier League, chưa thể nào so sánh được với những tên tuổi lớn. Thế nhưng tiềm năng mà mình nhìn thấy được thông qua 5 trận đấu này rõ ràng là có. Nếu như có thời gian ra sân thường xuyên và không bị cái vía của MU nó đè vào người, thì cậu em này chắc chắn sẽ đá ổn và tiến bộ hơn nữa trong mùa này. Khổ cái là trung vệ nhiều khi lỗi một phát thôi là truyền thông nó réo tên cả ngày, nên là mong cái sự điềm tĩnh và vững tâm của Yoro cũng sẽ được thể hiện ở ngoài sân cỏ nữa. Rồi, về khoản tấn công thì Yoro e rằng khó có thể được mang ra so sánh với Van Dijk nữa, bởi vì ngược với thủ lĩnh hàng thủ Liverpool là một người chuyền bóng cực kỳ táo bạo, từ chuyền ngắn cho tới chuyền dài, thì cậu em của chúng ta chuyền bóng còn rất là an toàn. Tại giải Pháp vừa rồi thì Yoro thực hiện 58,28 đường chuyền mỗi trận, đạt hạng phân vị 84 khá là cao, trong đó hoàn thành tới 92,1% với hạng phân vị là 95 cực kỳ cao luôn. Thế nhưng đa phần trong số đó là chuyền ngắn, hướng chuyền cũng chủ yếu là chuyền ngang và chuyền về để duy trì kiểm soát mà thôi. Cầu thủ có giá 60 củ không có sở thích chuyền xuyên tuyến xé toang hàng thủ cho lắm, cho nên cậu em chỉ có 2,26 đường chuyền tịnh tiến mỗi trận, đứng ở hạng phân vị thứ 16 cực kỳ thấp. Ví dụ như pha này,
Thay vì truyền liều vào giữa hai tuyến cho đồng đội đang thoáng, thì Euro lại truyền ra biên. Một phần lý do là cậu em không tự tin với cái chân trái của mình cho lắm. Khoản này mình thấy là sẽ đỡ hơn khá nhiều khi mà Euro được cho đá trung vệ lệch phải, vị trí mà khả năng cao Euro sẽ được đá. Do nếu như Lisandro Martinez không chấn thương thì chắc chắn anh ta sẽ đá trung vệ lệch trái rồi. Và thực tế thì có vẻ là đúng như vậy. Trong trận ra mắt với MU thì Euro đá trung vệ phải và tần suất thực hiện những đường truyền xuyên tuyến cao hơn và chính xác hơn hẳn, do có được một cái góc độ tối ưu cho việc dùng chân thuận. Một phần nữa là do Rangers cũng yếu hơn nữa, cho nên là cậu em cầm bóng khá là tự tin. Thế nhưng ở tuổi 18 thì tất nhiên Euro chưa thể nào hoàn hảo được. Cậu em vẫn có cơ số những pha xử lý rất chủ quan và thiếu hợp lý. Ví dụ như pha này, chuyền ngang trong khi cả hai đồng đội gần nhất đều đang bị áp sát với tốc độ cao là một quyết định khá là dở. Điều này khiến cho Lin suýt nữa mất bóng. Hoặc ngay trong trận giao hữu mới đây thì Euro cũng có một pha chạm bóng lỗi, bóng lăn khá xa và không đúng ý, khiến cho cậu em bị cầu thủ Rangers áp sát và chuyền hỏng ngay. Và mình đã nói rằng đấy, ở vị trí trung vệ một lỗi thôi là nhiều khi bị chê cả tuần. Rất áp lực nên là Euro sẽ cần phải cẩn thận hơn trong những pha chạm bóng của mình. Hoặc nếu không thì mình nghĩ Euro có thể phát triển hơn về khoản này nếu như liều hơn một tí. Tân binh của MU hoàn toàn có khả năng phát triển trở thành một chân truyền ổn ở vị trí trung vệ. Đây là một minh chứng nhá, khi mà bị áp sát cực kỳ gắt nhưng Euro vẫn đủ bình tĩnh để nhận ra đồng đội chạy chỗ để truyền thoát pressing. Hoặc là pha này khó hơn này, khi mà trước mặt có rất nhiều cầu thủ, nhìn ở góc nhìn trên sân thì cực kỳ vướng, chứ không hề dễ và thoáng như chúng ta đang nhìn trên TV đâu. Thì Euro vẫn có khả năng truyền bổng tầm trung khá là nhẹ nhàng và chính xác vào khoảng trống ở sau lưng tuyến áp sát thứ hai của Aston Villa cho đồng đội. Ngoài ra thì khi đá trung vệ lệch phải, mình để ý rằng Euro có những pha switch đảo cánh sở trường. Hồi còn ở Pháp thì Euro truyền chéo sân cho Gudmundsson rất là chính xác và cũng đã có được những thành công, ví dụ như trong bàn thắng gỡ hòa của Lin trước chính đối thủ Aston Villa tại trận tứ kết Conference League. Ở MU thì trong trận ra mắt, Euro cũng có một pha đảo cánh sang trái y hệt như thế, cực kỳ xa và chuẩn. Với tần suất đảo cánh không cao nhưng phát nào ăn phát đấy như thế này thì mình nghĩ là tân binh của MU hoàn toàn sẽ trở thành một phương án phất bóng ổn từ tuyến dưới. Còn ngoài cái khả năng truyền bóng đó ra thì thực sự là Euro chưa cho thấy nhiều trong cái khả năng kéo bóng. Euro hiếm khi cố gắng thực hiện những tình huống qua người hay là cầm bóng sộc thẳng lên quấy phá hàng thủ đối phương. Anh chỉ thực hiện những pha như này nếu như trước mặt chả có ai cả thôi. Vậy nên đừng hy vọng Euro có thể trở thành một mẫu trung vệ có khả năng cháo quẩy, xoay tiền đạo đối phương như trong chóng để tịnh tiền trái bóng lên. Khoản đó thì để cho Lisandro Martinez làm là đủ rồi. Nhìn chung thì bản hợp đồng Leni Euro này với mình sẽ mang nhiều màu sắc của một vụ đầu tư cho tương lai. Thế nhưng Euro mình tin là vẫn hoàn toàn có thể đóng góp trong vai trò xoay vòng, thậm chí biết đâu đấy là đá chính trong một vài trường hợp mà đối thủ không quá căng. Lý do là vì sao? Bởi vì tại Premier League thì mình thấy Euro về chất lượng đã đủ, chỉ còn thiếu độ trưởng thành về cả thể chất lẫn kinh nghiệm thi đấu mà thôi. Không biết là anh em fan MU thì nghĩ sao? Hãy comment và để lại ý kiến cho bọn mình biết nhé. Bây giờ thì hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Mong là các đội khác cũng bắt đầu nổ deal đi, chứ là MU nhiều cũng bắt đầu chán chán đấy. Bye anh em.